qua Bangkok, bút qua Zoom, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều và Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con tu nữ tịnh hạnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 4 năm 2022 Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay: môn học Phật pháp cơ bản, phần 2 Phật pháp, bài 27 Tứ Diệu Đế hiểu theo cái nhìn toàn diện do Hòa thượng Nhất Đẳng biên soạn và giảng dạy. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con xin thành cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Và chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thích thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Đạo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ yên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực quy đức, cầu thành phát sanh. Dạ, sa thú lanh thai chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng ạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính chào Hòa thượng Nhất Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức có mặt trong rừng. Hôm nay chúng ta đi vào cái chiều sâu của bài kinh Tứ Diệu Đế. Bài kinh chuyển pháp luân thông cái chất cấp của Tanasutta. Bài kinh khởi đầu của Đức Thế Tôn Ngài thuyết cho năm vị đạo sĩ còn đánh nhắc đây là bài pháp đầu tiên mà Đức Thế Tôn khởi sự cái con đường hoằng pháp của Ngài. Trong bài kinh đó, ngoài cái giáo pháp Tứ Diệu Đế, trong cái đoạn đầu cũng rất quan trọng, đó là
Nói về con đường trung đạo, tránh xa hai cực đoan, Đức Thế Tôn Ngài thuyết lên Pháp đó trước là vì năm thầy Kiều Trần Như đã đi theo Ngài khi còn là vị Bồ Tát khổ hạnh. Cho đến khi mà nhìn thấy Đức Đạo sĩ Gotama, tức là Bồ Tát, Ngài bỏ khổ hạnh, Ngài trở lại đi khất thực, dùng bữa để nuôi thân, thì năm vị đạo sĩ này ánh được Đức Bồ Tát rồi bỏ đi, đến tại Isipatani Vikaraji. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn Ngài đi đến đó, trước khi Ngài thuyết về bốn cái sự thật, thì Ngài đã nói lên cái con đường trung đạo. Cho nên học được bài kinh, chúng ta đã có căn bản về giáo pháp, căn về giáo pháp. Mà trong hai buổi học qua đó, chúng ta đã nghe giới thiệu về cái pháp tướng Diệu Đế. Hôm nay chúng ta chính thức học nội dung của cái pháp tướng Đế, hiểu theo cái nhìn toàn diện. Bây giờ thì trước hết chúng ta hãy nghe chánh kinh của bài kinh Chuyển Pháp Luân này. Sau đó sẽ cung thỉnh Hòa Thượng Chất Đẳng giảng giải. Bây giờ xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho chánh kinh bộ của thầy. Dạ, sư thú Lăng Tha, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Từ Siêu đã từ đây giảng nhập pháp bài học ngày hôm nay cho chúng con. Dạ, con xin phép đọc bài. Môn học Phật Pháp cơ bản, phần 2, Phật Pháp. Tứ Diệu Đế hiểu theo cái nhìn toàn diện. Một trong những điều đáng tiếc khi học về Tứ Diệu Đế là chỉ trích một điểm rồi giải rộng. Ví dụ như người ta nghĩ Phật Pháp dạy đời là khổ, nói như vậy rất dễ đưa đến kết luận Phật giáo là bi quan yếm thế. Phải hiểu rõ đau khổ được định nghĩa như thế nào và được giảng cùng với những pháp nào. Giống như trường hợp trích lời một vị thầy thuốc nói rằng bệnh trạng nghiêm trọng chưa đủ để nói về ý vì y sĩ muốn nói gì, mà còn phải nói đầy đủ về triệu chứng, sự chữa trị. Và sự bài kinh Chuyển Pháp Luân là Đức Phật ý nghĩa tiếp về tứ học Phật. Cả người học Phật vững đế trước khi có những phương rộng hơn. Như vậy, một tại lộc á gần Pati tức dạng thua nghe như vậy: này các đoan phải tránh, một là liệu phải không chuyện hẳn không là khổ đau, từ bày thành trung mặt pháp tuệ giác, tịnh trí, thắng trí, giác ngộ niết bàn. Này các tỷ khưu, trung đạo đó là gì? Chính là thánh đạo tám chi phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là thánh đạo được Như Lai liễu ngộ
với pháp nhãn tuệ giác, tỉnh trí, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ khưu, đây là diệu đế về sự khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, u não là khổ, ghét phải gần là khổ, thương phải xa là khổ, muốn không được là khổ, tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Này các tỳ khưu, đây là diệu đế về nhân sanh khổ. Khát ái dẫn đến tái sanh, cùng với hỷ và tham, tầm cầu dục lạc đó đây, chính là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỳ khưu, đây là diệu đế về diệt khổ, yểm ly đoạn diệt các dục, chấm dứt hệ lụy, không còn dư y, hoàn toàn giải thoát mọi thần thúc. Này các tỳ khưu, đây là diệu đế về con đường dẫn đến diệt khổ, chính là thánh đạo tám chi phần, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là sự thật về khổ, điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Khổ đế cần được lãnh là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Khổ đế lãnh hội là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đây là sự thật về nhân sanh khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Tập đế cần được đoạn diệt là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Tập đế đã được đoạn diệt là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đây là sự thật về diệt khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Diệt đế cần được chứng ngộ là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Diệt đế đã được chứng ngộ là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đây là sự thật về con đường diệt khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đạo đế cần được tu tập là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đạo đế đã được tu tập là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Này các tỳ khưu, cho đến khi nào bốn diệu đế này chưa được, Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân 12 chuyển, thì Như Lai không tự nhận cùng thiên giới, ma vương giới, phạm tiên giới, hội chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng đẳng chánh giác. Này các tỳ khưu, khi bốn diệu đế này được Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân 12 chuyển, nên Như Lai tự nhận cùng thiên giới, ma vương giới, thập phạm thiên giới, hội chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và nhận thức này khởi lên trong Như Lai, sự giải thoát của ta không lai chuyển, đây là kiếp chót, không còn luân hồi nữa. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, năm thầy tỳ khưu hoan hỷ tính thọ. Khi pháp thoại này được tuyên thuyết, Tôn giả Kananya khởi sanh pháp nhãn vô tịnh thanh cấu hiểu rằng, phàm vật gì do nhân tập khởi, tất cả pháp ấy đều bị hoại diệt. Khi Đức Phật chuyển pháp luân này thì chư thiên trên địa cầu reo mừng, pháp luân vi diệu,
Những điều này chưa bao giờ được giảng dạy bởi bất cứ ai, dù là Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, nay được Thế Tôn thuyên thuyết tại Lộc Uyển ở Isipatana gần Varanasi. Được nghe như vậy, được nghe vậy, Chư Thiên cõi Tứ Thiên Vương, Đạo Lợi, Già Ma, Đấu Xuất, Hóa Lạc, Tha Há Tự Tại cùng các cõi Phạm Thiên đồng thanh vui mừng. Trong phút chốc, cả 10.000 giới chấn động. Một hoang vô lượng vượt xa hào quang của Chư Thiên chiếu diệu cùng khắp thế giới. Ngay khi ấy, Đức Phật lên tiếng: Con Đanh Nhã đã liễu ngộ, Con Đanh Nhã đã liễu ngộ. Từ ấy, tôn giả Con Đanh Nhã được gọi là Anh Nhã, Con Đanh Nhã. Do Tỳ Khưu Giác Đẳng biên dịch và biên soạn giáo trình, và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học hôm nay, và chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Cảm ơn cô Nam Mô Bổn Thầy Giáo. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Từ Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Quý vị, thật ra thì chúng tôi đã có soạn một bài về khổ đế ngày hôm nay, nhưng mà sau khi đọc lại bài đó thì chúng tôi phải có một quyết định là sẽ giữ bài đó để giảng trong tuần tới. Ngày hôm nay thì chúng tôi đặc biệt là muốn nhìn thì giờ để chúng ta đi vào nội dung của bài kinh Chuyển Pháp Luân. Lý do mà chúng tôi nêu ra bởi vì ở trong văn hóa Việt Nam cũng như là nền Phật học Việt Nam, hay là nói chung là nền Phật học thế giới đó, có rất nhiều ngộ nhận về giáo lý tứ đế. Dạ, kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng và Hòa Thượng Giác Đẳng, và chúng con đã hết nghe tín hiệu của Thượng Tọa Hòa Thượng rồi. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng cầm mic trở lại ạ. Dạ, cho con hỏi trong đạo tràng có nghe rõ được tín hiệu của con không ạ? Dạ, kính cảm ơn Sư Lợi Ngọc. Dạ, quý vị quan hỷ chờ đợi trong giây lát ạ. Internet của Hòa Thượng có vấn đề rồi. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng cầm mic ạ. Chúng tôi xin hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe lời không? Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng ta thường đề cập đến giáo lý tứ đế thành từng mảng sơ sạc. Thí dụ như người ta nói rằng tu Phật có nghĩa là diệt dục. Mặc dù trong đạo tiên, đạo lão á, bên tu tiên họ cũng nói là hàm dưỡng tinh khí thần một cách diệt dục thì sống trường sanh bất tử. Và họ đem cái chữ diệt dục họ gắn cho Phật giáo. Nói tu thì Phật giáo đúng nghĩa phải là diệt dục chẳng hạn. Hay là chúng ta nghe nhiều những lời nói mà qua cải lương, đời là để khổ hay là đời là khổ. Thì những cách nói như vậy đó, mới nghe thì phần đông người Phật tử không có phản đối. Phần đông người Phật tử thấy rằng đâu đó thì nó cũng
Dạ, chúng con lại hết nghe được tín hiệu của Hòa Thượng Giác Đẳng rồi ạ. Đường nét của Hòa Thượng hôm nay có vấn đề. Dạ, kính dạ, đạo tràng quan hỷ chờ đợi trong giây lát ạ. Thì xin hỏi quý Phật tử có còn nghe không vậy? Dạ. Thông thưa vị, chúng tôi tiện podcast chúng tôi sử dụng dùng cái đường dây điện thoại là nó ít có bị gián đoạn hơn là cái internet của chùa. Nhưng mà không biết hôm nay không hiểu tại sao mà ngay cả cái đường dây điện thoại thì tôi cũng rất là rất xúc. Đôi khi về vấn đề kỹ thuật là những điều mà chúng ta rất có khó để nói cái gì là bảo đảm hoàn toàn. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc lại một điểm mà sư dĩ hôm nay chúng tôi sau khi soạn bài về cổ đế thì chúng tôi phải tạm quản bài giảng đó cho đến tuần tới, mà tuần này sẽ nói về kinh Phương Pháp Luân. Bởi vì chúng tôi nhận thấy rằng giảng về giáo lý tứ đế, chúng ta thường bắt gặp những cái nói nó rời rạc qua cái văn hóa địa phương, rời rạc qua một đôi khi vì lý do gì đó, thời lượng của bài giảng chẳng hạn, chúng ta nghe những câu đại loại như là trung thực là một, cũng là một pháp diệt dục, hay là đời là khổ, đời là bể khổ. Những cái nói như vậy rất là dễ tạo nên những cái ngộ nhận khi mà nói về giáo lý tứ đế. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta hiểu đại loại như vậy đó, thì Phật giáo đã không thể tạo nên những nền văn hóa và khiến cho chúng sanh được an lạc từ giới bình dân cho đến giới thượng lưu, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Bởi vì cách nói như vậy nó mang cái tính cách là phiến diện, nếu chúng ta không nói là đôi khi thì bi quan yếm thế. Bốn hạt nên chi chúng ta rất là cần để trở lại bài kinh Chuyên Pháp Luân. Đó là bài pháp đầu tiên và cũng là bài pháp mà Đức Thế Tôn giảng về giáo lý tứ đế một cách rất là cô đọng và với nhiều cái khái niệm liên đới lấy nhau trong một bài pháp đó. Và từ đó chúng ta tìm ra được cái ý nghĩa của giáo lý tứ đế ở trong một cái mạch văn, ở trong cái ngữ cảnh thích hợp nhất, hơn là chúng ta chỉ nói rời rạc từng phần một. Bài kinh ngày hôm nay, thưa quý vị, như lời dẫn nhập của Hòa Thượng Tuệ Sư, khởi đầu Đức Phật Ngài đặc biệt đề cập đến hai cực đoan mà một người tu tập phải tránh xa, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Lợi dưỡng tức là cái sự nuông chiều, sống tận hưởng, sống hưởng thụ. Và khổ hạnh tức là một lối ép sắt, một cái lối mà tu tập, mà ở trong đó chúng ta tự mình tạo nên cái thế dục ép cá nhân. Ngày xưa đó thì ở tại Ấn Độ, hai điều này được tìm thấy ở trong một cái dạng thức khác, và ngày hôm nay chúng ta tìm thấy trong hình thức khác.
Ngày xưa bên Ấn Độ mình nói khổ hạnh á, Patappa, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng được nói rất rõ, thấy rất rõ qua hình thức của các vị tu sĩ, nào là lõa thể, nào là phơi ngoài nắng, tắm nước sông Hằng lúc mùa đông, và làm những cái pháp tu rất là đặc dị, đầy tính chất thủ mà chúng ta gọi là khổ hạnh. Rồi chúng ta lại nói đến một cái kính mong đạo tràng hoan hỷ cho trong ngày lá ngài lại rất mít nữa rồi. Dạ kính mời cầu tình thành trực trung ạ. Dạ, như pháp không có mặt trước máy được nữa rồi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy á. Dạ đạo tràng quan hỷ chờ đợi trong giây lát. Dạ con không biết là hòa thượng Tuệ Siêu ngài có trước máy không ạ? Dạ chúng con kính cung thỉnh ngài cho chúng con. Dạ con thấy hòa thượng Nhất Đẳng trở lại rồi ạ. Dạ chúng con kính cung thỉnh hòa thượng Nhất Đẳng ạ. Dạ thưa quý vị, nếu lần này mà chúng tôi còn rất biết nữa thì quý vị phải chờ chúng tôi một chút ạ. Để chúng tôi tắt điện thoại rồi chúng tôi mở lại. Tại vì chúng tôi chưa bao giờ gặp trục trặc như bữa nay. Mặc dù chúng tôi đang ở trong chùa. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta ngồi thiền mà chỉ với mục đích thư giãn và đi tìm một cảm giác dễ chịu, một cảm giác thoải mái, chúng ta nhớ đó là một cách tu luyện lợi dụng. Tại vì sao vậy? Đối với một người tu tập đó, không phải là chúng ta đi tìm một cảm giác êm ái dễ chịu để mà theo đuổi, để mà tựa vào, mà chúng ta luôn luôn sống trong một cái trạng thái gọi là tinh thần tỉnh thức. Nhưng mà nếu chúng ta không cho phép mình thư giãn, tự làm khổ mình, tự gây khó mình, gây khó bằng cái này gây khó cái khác, thì chúng ta cũng rơi vào một cực đoan khác. Tại vì trong sự tu tập không phải là chạy theo những gì mà mình cảm thấy thoải mái, và cũng không có nghĩa là tự mình làm khổ mình. Chúng ta cứ để ý điều này trong đời sống hàng ngày, đối với việc tu, đối với việc học, đối với việc làm việc. Ví dụ như sự tử đi chùa mà chỉ mong rằng tôi sẽ đi chùa để tìm một cái cảm giác rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Vào chùa phải là cái không khí thanh tịnh, trang nghiêm, giống như những ngôi chùa giàu có của Trung Hoa, của Nhật Bản. Và mỗi người đều phải ăn mặc rất là thanh lịch, cư xử với nhau bằng cách gọi là người ta đưa ra đủ thứ điều kiện hết. Thì thưa quý vị, có được những thứ đó thì nó cũng tốt vậy. Nhưng mà nếu chúng ta đi chùa mà phải đi với một cái ra như vậy đó, thì có lẽ chúng ta rất khó đi chùa, tại vì đôi khi trong chùa nó cũng có cái phiền não. Nhưng mà ngược lại, nếu trong cuộc tu mà chúng ta tự mình làm khó mình quá đó, thì nó cũng sai.
nó sai ở điểm nào? Thì bây giờ chúng ta hãy nghe, hãy nghe đoạn tiếp theo. Đức Phật Ngài dạy rằng từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai tuyên bố con đường trung đạo gồm 8 chi phần, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy thì khi mà Đức Phật đưa ra con đường trung đạo, không có nghĩa là đơn thuần là không theo cực đoan, không theo khổ hạnh, mà đứng trụ trừ ở giữa. Không phải như vậy. Một cái người mà không theo khổ hạnh, không theo cực đoan, không theo lợi dưỡng, không theo khổ hạnh, ví dụ một người sống giản dị, chỉ sống giản dị thôi mà không tinh tấn, thì người đó cũng chưa gọi là người tu theo trung đạo đâu. Người tu trung đạo thực sự là sống trong điều kiện có thể phát huy được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và về điểm này thì chúng ta phải nhận rõ là như vậy là con đường trung đạo có nghĩa là chúng ta đi vào một cái con đường đặt để của chúng ta vào trong cái thế là đủ thích hợp để chúng ta thực hành chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và nếu 8 pháp này không được thực hành thì chúng ta không nên nói đó là trung đạo. Cũng giống như có nhiều người tuyên bố rằng một bên là theo Nga, một bên là Ukraine, chúng tôi thì yêu chuộng hòa bình, là chúng tôi không theo ai hết. Không theo ai hết không có nghĩa yêu chuộng hòa bình. Không theo ai hết có khi nó lại là một thái độ tắc trách, một thái độ to rập với kẻ ác, chứ nó không phải là thái độ hòa bình. Thật ra đôi khi cái chữ trung đạo bị chúng ta hiểu lầm một cách rất là tai hại. Tai hại là ở chỗ nào? Tai hại là ở chỗ chúng ta tin rằng chỉ đơn thuần không có khổ hạnh, không lợi dưỡng thì mình đã là trung đạo. Không phải như vậy. Mà chúng ta hiểu rằng con đường trung đạo chân thật là con đường giúp cho chúng ta có khả năng để tìm một cái vị thế thích hợp cho sự phát triển quân tu, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Dạ, xin đại chúng chờ trong giây lát, Hòa Thượng đang xử lý kỹ thuật trên phone, sẽ quay trở lại nghe.
Xin lỗi vì quý vị có nghe chúng tôi nói thì không. Chúc tiếc là bài kinh này hôm nay là một bài kinh mang nhiều ý nghĩa quan trọng mà chúng ta phải giảng một cái liên tục, nhưng mà rồi chúng tôi bị trục trặc kỹ thuật gián đoạn hoài, quý vị chịu khó nha. Dạ, chịu khó lắng nghe, chịu khó nối kết những ý tưởng rất là rời rạc bởi vì gián đoạn kỹ thuật. Thưa quý vị, khi mà Đức Phật ngài dạy chúng ta từ bỏ cực đoan, tức là không phải chỉ đơn thuần là chúng ta đi theo trung đạo là đứng giữa. Trung đạo không phải là đứng giữa. Trung đạo đó là chúng ta tạo ra một cái môi trường, tạo ra một cái vị thế mà khả dĩ chúng ta có thể phát triển được chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh nghiệp, chánh đạo, cũng như là mình đi một cái hạt xịt, còn đi trên sự dây thừng, làm sao không quá nghiêng bên này, không quá nghiêng bên kia, giữ được sự quân bình để làm gì? Không phải giữ quân bình là đứng giữa, mà sự quân giữ được sự quân bình là chúng ta có khả năng đi tới và tiếp tục đi tới. Tất cả sự tồn tại của chúng ta trong cuộc đời này đó, phần lớn là nó phải đặt đề ở trong cái mức độ quân bình. Yeah, mức độ quân bình, đừng có nghiêng bên này quá, nghiêng bên kia quá để làm chao đảo. Và khi mà chúng ta nói quân bình để đi tới, không phải đi đơn thuần là để tồn tại, để tiếp tục hiện hữu, mà là để chúng ta tu tập, phát triển 80 chi phần, chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và một câu hỏi đặt ra là 80 chi phần này là gì? Và tại sao chúng ta nên phát triển 80 chi phần này? Và tại sao lắm chi phần đó được gọi là con đường trung đạo? Thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi qua một cái phân đoạn mới. Phân đoạn này đặc biệt hết sức là quan trọng, mà nó cũng là cái nội dung chính mà chúng ta muốn nói hôm nay. Đó là tứ đế. Tứ đế ở đây Đức Phật ngài không nói đơn thuần là bốn sự thật, mà là bốn sự thật vi diệu, bốn sự thật mang nhiều cái ý nghĩa sâu kín. Nó sâu kín là bởi vì không phải cái tên mới nghe mà chúng ta hiểu được đâu. Nó là ví dụ, không phải là vì nghe chỉ để mà vui, mà nghe nó có những cái lời đạt. Và ví dụ là bởi vì những điều này là cái cốt tủy của giáo Phật mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Thì bốn sự thật, ví dụ đó là gì? Sự thật đầu tiên là sự thật về khổ. Ở đây chúng ta phải có một cái định nghĩa về chữ khổ trong một cái cách gọi là đặt lại toàn bộ vấn đề. Chữ khổ mà chúng ta thường được nghe, thưa quý vị, dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, dạ do đường nét của hòa thượng có gặp vấn đề trục trặc, dạ kính mời quý đạo hữu quan hỷ chờ đợi trong chốc lát ạ.
Dạ, em dịch cho kính bạch Hòa Thượng Tuệ Siêu. Dạ, chúng con không biết là Hòa Thượng có thể tiếp lời cho Thượng Tọa Hòa Thượng Nhất Đẳng để cho chúng con được nghe tiếp bài pháp ngày hôm nay hay không ạ? Dạ, chúng con kính cung thỉnh ý của Hòa Thượng Tuệ Siêu ạ. Dạ, sa thú, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng. Anh được một bức thầy chưa? Ở kinh bạch chưa tụng đức. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nói đến tứ dục đế, chúng ta phải hiểu cái từ gọi là Ariya Satchang. Diệu đế không phải dịch cái nghĩa là bốn chân lý cao thượng, bởi chữ Ariya xài rất nhiều nghĩa thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà nói chân lý cao thượng đó là chúng ta hiểu cách mơ hồ, Niết bàn là cao thượng thì phải rồi, hay là con đường trung đạo bát chánh là cao thượng cũng phải. Nhưng mà khi chúng ta nói đến, khi mà chúng ta nói đến cái chân lý, chúng ta nói đến thuộc về khổ đế hay là tập đế, thì khổ đế hay tập đế đó đâu có thể nào là cái chân lý cao thượng được. Cho nên ở đây đó là chúng ta phải hiểu cái chữ Ariya Satcha. Một cái sự thật hay một cái chân lý mà chỉ có bậc thánh mới hoàn toàn liễu tri. Bậc thánh ở đây Ariya là chỉ cho Đức Phật và chư vị thánh văn đệ tử của Đức Phật. Ý nghĩa thứ hai nữa, vì bốn cái chân lý này, khi một người đã thấu triệt, đã giác ngộ, thì người đó trở thành bậc thánh, cho nên mới gọi là Ariya Satcha. Thì ở trong Thanh Tịnh Đạo giải thích những cái nghĩa đó là cái nghĩa mà chúng ta cần phải nắm bắt, chúng ta cần phải biết. Nhưng có lẽ là giảng cái bài kinh này đó, chúng ta hãy để trọn vẹn bốn thánh đế để cho Hòa Thượng Nhất Đẳng giảng. Ở đây chúng tôi chỉ chia sẻ trong khi chờ đợi Hòa Thượng Nhất Đẳng trở lại, là chúng ta nói cái đoạn đầu của cái bài kinh. Đoạn đầu của bài kinh này thì Đức Phật Ngài giải thích Vì mê phí khu vi anh ta có bác chi tì nát nà si vi tập bà. Này các thị kheo, có hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên
hành trì. Vô cha văn ca mê xuất ca mát xuất khá lý ca đu dù ngô hi nô gâm mô bù thức chân đi cô anh nà rì vô anh nát thạc xanh hi tô. Tức là sự lợi dưỡng vốn hạ liệt tục lụy phàm phu, không thánh thiện, không có lợi lạc. Hai, vô cha văn atat karam tha nu yu vô dukho anariyo anatta sanhito. Hai là khổ hạnh cũng thuộc về không thánh thiện, không lợi lạc, đưa đến sự khổ đau, sự khổ đau nó không có lợi. Và Đức Phật này giới thiệu cái con đường thứ ba, ETT Khikhuve Upho Ante Anubhagamma Machima Patipada Tathagate Na Avisamputha Chakukaraniyana Karani Upasmaya Vinyaya Pothaya Nipa Naya Sangpatati. Này các tỳ kheo, từ bỏ hai cực đoan này, có cái con đường trung đạo mà được Như Lai giác ngộ đó là tác thành nhãn, tác thành trí, dẫn đến an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Thế nào là con đường trung đạo? Katama jasa phikhuve macchima patipada tathagate na apisamputha cakkhukaraniya na karani upasamaya vinyaya bodhaya nibbanaya sangvatati. Thì ở đây Đức Phật này đã giải thích rằng Ajabe quá Ariyo Thagiko Maggo chính là con đường tám chi phần này. Sayyathidang tức là Samadhi, Sama Sankappo, Sama Vacha, Sama sang kamanto, sama jibo, sama vayamo, sama sati, sama samathi. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩ, chánh mạng, chánh định tấn, chánh niệm, chánh định. Ayam khu sa phik huê ma chi ma patipada tatha gai te av sam bu tha chak khu kar ne nya na kar ne upa sama ya apinya ya sam bu tha ya nipana ya sang quat. Và này các tỳ kheo, đây là trung đạo đã được Như Lai giác ngộ. Con đường trung đạo này tác hình nhãn, tác trí, dẫn đến an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Thì ở trong cái phần đầu của bài kinh đó, chúng ta nắm một cách căn bản là con đường đưa đến sự giải thoát giác ngộ niết bàn, con đường đó phải bỏ qua hai cực đoan là
hành tập lợi dưỡng. Ưa ăn ưa ngủ, biến nhát, chỉ tìm cái thú vui hạ liệt, những cái trò giải trí vô ích vân vân, thì cái đó gọi là lợi dưỡng. Sukhalika nuyogo, cái này nó thấp kém. Chúng ta đừng nghĩ rằng một cái vị xuất gia đó mà ăn mặc y phục tề chỉnh, sạch sẽ, thơm tho, rồi có khang trang kiểu mẫu, rồi tối thì ngủ sớm, sáng thì thức trễ, và chỉ đi tìm cái món ăn cho nó ngon miệng, rồi có cái thân hình trắng trẻo, mập khỏe, rồi chúng ta cho rằng đó là một vị tu tốt. Đó là cái pháp lợi dưỡng, thưa quý vị. Cái này là bậc xuất gia không nên hành. Còn thứ hai nữa là khổ hạnh, tức là làm khổ cái thân này bằng cách là nhịn ăn, nhịn uống, hay là không dám tắm rửa để cho dơ bẩn, và áp dụng những cái hình thức khổ hạnh khác như là ngồi nằm trên gai nhọn, hay là hơ mình trên lửa bầu hè, ngâm mình tắm dưới sông vào cái mùa đông giá lạnh, cố gắng làm cho cái ngày khổ để mà được giải thoát. Cái đó là con đường khổ hạnh, không có giải thoát được. Nó chỉ đem đến cái sự khổ sát thôi, trí tuệ nó không có sanh khởi. Đi theo con đường trung đạo có nghĩa là chúng ta phải giữ giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, lời nói và hành động không hại mình, không hại người. Thì lời nói và hành động đó được là chánh ngữ, chánh nghiệp. Rồi cái sự nuôi mạng là vị xuất gia thì phải sống dễ nuôi, khất thực mà ăn. Người ta cho cái gì thì ăn cái đó, không có hỏi. Món này tôi ăn được, món kia tôi ăn không được. Và cho dù đến một nơi nào, một xứ sở nào mà người ta không biết Phật Pháp, người ta không có cúng dường, thì cũng không sao cả. Nhưng mà không vì cái miệng mà phải làm những cái hành động làm những cái công việc để nuôi mạng tà vại,
như là nịnh bợ cư sĩ hoặc là hăm dọa cư sĩ, hăm dọa đi tống tiền, tống thức ăn, nó biểu người ta cúng dường cho mình, cái đó là tà mạng. Hoặc là lấy lợi câu lợi vân vân, hoặc là nói ướm, nói xa, nói gần để cho người ta tưởng nhầm mình là người cao quý đắc pháp, rồi người ta khởi lên niềm tin, người ta cúng dường, mà sự thật thì mình không có phải như vậy. Thì đó là những cái hình thức gọi là tà mạng. Bậc xuất gia là phải bỏ cái đó, nuôi mạng một cách chân chính, thân hành tốt đẹp, khẩu hành tốt đẹp, như vậy là giữ theo con đường trung đạo. Rồi khi đã thành tựu được cái tăng thượng giới, con đường trung đạo rồi, thì bây giờ tu tập huấn luyện nội tâm. Trước nhất là phải có chánh tinh tấn, tức là phải luôn có cái sự nỗ lực nhiệt tâm trong cái việc hành pháp, trong cái việc thiền định, chứ không có biến nhát, không có lười. Rồi khi đã nhiệt tâm như vậy thì phải có cái hướng tu tập bằng cách là luôn luôn chánh niệm, ghi nhận cái đề mục một cách nhạy bén, danh sắc sanh như thế nào, diệt như thế nào, phải ghi nhận rõ ràng như vậy. Làm hoài hoài như thế đó gọi là có chánh niệm, luôn cả trong bốn quay nghi, chứ không phải chỉ có lúc ngồi thiền, mà lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc đại tiện, lúc tiểu tiện, lúc đắp y, lúc ban bát, đều phải có chánh niệm. Biết đại quay nghi, biết rõ tiểu quay nghi, biết từng hơi thở đang sanh, đang diệt, thở ra, thở vào, như vậy rồi có chánh niệm trung đạo, rồi mới chú tâm bất loạn, nhiếp tâm bất loạn trên đề mục một cách tỉnh táo, đạt đến Upacara Samadhi là cận định, rồi đi đến Appana Samadhi là kiên cố định, tức là chứng và trú được sơ thì dị thì tâm thiền vân vân, thì như vậy là chánh định trung đạo. Khi giới định đã thành tựu rồi thì bây giờ qua tuệ, tức là chánh kiến và chánh tư duy. Tuệ học thuộc về chánh kiến, tăng thượng tuệ thuộc về chánh kiến, tức là thấy, biết đúng đắn, thấy biết đúng đắn, tức là thấy được danh sắc qua ngũ uẩn, thấy biết được duyên sanh ra danh sắc, nhận thức biết được danh sắc này có sanh có diệt, sanh là khởi đầu, diệt là kết thúc, đó gọi là vô thường anicca. Tùy quán vô thường như vậy cũng gọi là chánh kiến. Rồi cái sự vô thường trong từng sát na tâm pháp nó cứ diễn biến mãi như vậy, những cái bọn sắc pháp nó cũng
sanh tiến dị diệt diễn tiến mãi như vậy, cái sự vô thường đó diễn tiến mãi như vậy gọi là khổ, trạng thái khổ. Cái đó cũng là chánh kiến, thấy được cái khổ của pháp hữu vi cũng là chánh kiến. Rồi thứ ba nữa là thấy đặc tính vô ngã của pháp hữu vi, đặc tính vô ngã trong cái gọi là vô thường khổ đó, mà không có quyền năng, không nào mà sắp đặt an bài được, do duyên mà sanh, do duyên mà diệt thôi, thì cái đó cũng là chánh kiến. Chúng ta phải hiểu chánh kiến là cảnh. Cho nên ở đây chánh kiến mà chúng ta hiểu theo cái chiều sâu này đó, thấy rằng là khi mà chúng ta đi vào con đường trung đạo và có được chánh kiến đó thì mới đạt đến cái sự giải thoát. Chứ nếu bình thường chúng ta nghĩ rằng mình không tin có thần linh, có thượng đế ban phúc tha tội, mình chỉ tin theo lý nhân quả thôi, thì cái chánh kiến đó chỉ là thông thường thôi quý vị. Chánh kiến nó chưa có đủ lực để mà đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và chánh kiến là phải thấy một cách đặc biệt, là thấy bằng trí tuệ VCC đó, Pasati Tiết Vipassana, tức là thấy đặc biệt, tức là bằng cái trí tuệ thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã của danh sắc này, của pháp hữu vi này. Và khi mà một người có chánh kiến như vậy đó, thì mới có được cái chánh tư duy. Thế nào là chánh tư duy? Khi mà quán thấy cái sự vô thường, khổ đau, vô ngã như vậy đó, vị đó mới thấy được cái sự đáng sợ của pháp hữu quẩn, của pháp hữu vi. Pháp hữu vi là đáng sợ, vị đó thấy sự nguy hiểm, thấy sự nhàm chán ở trong các cái tuệ minh sát kế tiếp. Nói tóm lại là ở đây một cái sự suy nghĩ như thế nào mà ly tham được, tức là ly dục, suy nghĩ vô sân bất hại. Bởi vì hễ cái sự nguy hiểm của dịch này chúng ta nhàm chán thì bắt đầu những cái mà ham muốn sắc đẹp, tiếng hoa, mùi thơm, vị cô xúc lạc, tư tưởng đó không có đối với vị này. Sân hận quán thù không khởi lên đối với vị này, và bài mưu tính kế để hại người, hại chúng sinh khác không có khởi lên, bởi vì vị này nhàm chán đối với thân ngũ quẩn. Thì như vậy rõ ràng nếu mà phân tích ra thì chúng ta thấy chỉ mới có nói bằng lý thuyết thôi, nhưng mà chúng ta đã cảm nhận được chính đây là con đường thật sự sẽ đưa đến sự giải thoát. Con đường này tránh xa hai cực đoan. Không biết giờ này Thượng Tọa Giác và Thượng Giác Đẳng có mặt ở trước máy chưa? Xin hỏi một lần nữa, và Thượng Giác Đẳng có thể commit được không?
Ở đây thưa quý vị, ở trong chú giải còn giải thích rất nhiều khía cạnh nói về cái con đường trung đạo gọi là Maccha Patipada. Ngoài cái ý nghĩa không lợi dưỡng, không khổ hạnh, và thực hành theo Bát Chánh Đạo với định tuệ, thì đó là con đường trung đạo. Ngoài cái nghĩa ra thì chữ trung đạo nó còn có nghĩa là cái trì trí không rơi vào thường kiến, không rơi vào đoạn kiến. Thì cái chánh tri kiến thấy như thật, cái đó cũng gọi là con đường trung đạo. Chúng ta có nhiều cái cách nói để chúng ta hiểu về cái con đường trung đạo. Ở trong cuộc sống của chúng ta, bất cứ một cái việc gì khi chúng ta làm thì cũng trung đạo. Thí dụ như đặt niềm tin, chúng ta phải cũng phải có cái niềm tin trung đạo. Bởi tại sao? Có những người họ cả tin, dễ tin, cái chuyện phi lý cũng tin. Hễ nghe nói chỗ ấy linh thiêng, nghe người ta đồn đãi như vậy thì cũng là đồn đãi như vậy cũng là tin rồi. Cái niềm tin đó cũng cực cực đoan. Hoặc là một người không tin gì cả, không tin tội, không tin phước, không tin có ma quỷ, chư thiên, không tin có đời vô vật, thì như vậy cái đó cũng là cực đoan. Cái niềm tin của người Phật tử thì chúng ta bỏ hai cái cực đoan, cái niềm tin hai cực đoan đó. Chúng ta tin rằng cuộc đời này khổ là một, có khổ là một sự thật, là một chân lý. Bởi vì ai cũng biết già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Ai cũng biết được điều đó mà. Cho nên chúng ta tin khổ là có thật. Rồi chúng ta phải tin rằng cái sự khổ này không phải do ai sắp đặt an bài, mà cái khổ này tại vì hễ có cái thân sanh tử luân hồi này thì có cái khổ đó. Có cái thân này thì phải chịu sự già, sự bệnh, sự chết. Cho nên chúng ta tin vào cái đó, cái nhân sinh khổ là một cái sự thật. Rồi chúng ta tin hễ có nhân sinh ra khổ thì bây giờ đoạn diệt được cái nhân sinh đó thì tất nhiên sự khổ không có mặt. Chúng ta tin như vậy, hãy đoạn diệt được nhân sinh khổ
Nirodha. Hãy đoạn diệt được thì chấm dứt khổ. Và người đã đoạn diệt được cái vô minh và ái trước là Đức Phật. Chúng ta phải tin vào cái sự giác ngộ của Đức Phật. Và chúng ta phải tin rằng là cái sự diệt khổ đó không phải nguyện ước là được, mà phải tu tập chân chính, tu tập đến nơi đến chốn để chấm dứt được sự khổ. Đó là con đường bát chánh đạo. Và con đường này Đức Phật Ngài cũng đã đi qua, Ngài đã trải nghiệm bản thân Ngài. Chúng ta phải tin tưởng nơi Đức Phật. Thì như vậy cái niềm tin của người Phật tử phải là niềm tin trong đạo. Cái sự tinh tấn của vậy thưa quý vị, khi mà quá găng sức đến nỗi mà dư thừa, cái đó cũng là một cực đoan. Hay là cái sự biến nhát, lười, không muốn nỗ lực, thì đó cũng là một cực đoan. Cái sự tinh tấn vừa chừng vừa phải thì đó là tinh tấn trong đạo. Như cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài đi đến cái phạm vi tịnh thất của tôn giả Sunna, tỳ kheo Sunna trú ngụ và hành thiền, Ngài nhìn thấy con đường kinh hành của vị đó vây bẩn bởi máu. Ngài mới hỏi tôn giả, thì giả là Ananda, trú xứ này của ai? Và của tỳ kheo Sona, vị này quá tinh tấn cho nên lúc, cho nên đi kinh hành riết rồi cái chân bị phòng, bị dợp, bị rách da, rách thịt, cho nên chảy máu gì. Đức Phật Ngài cho gọi vị tỳ kheo ấy ra và Ngài hỏi rằng: Này Sona, trước khi xuất gia nghe nói rằng ngươi là một nhạc sĩ giỏi đánh đàn tỳ bà, phải không? Và phải bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật Ngài hỏi rằng nếu tỳ bà đó, đàn đó mà lên dây quá thẳng thì như thế nào? Và Đức Thế Tôn, nếu mà căng thẳng quá thì khi bật phím đàn vừa gãy lên dây đàn thì nó bị đứt. Đức Phật Ngài hỏi rằng nếu mà những cái sợi dây đàn đó mà quá dùng thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà dây đàn mà quá dùng thì nó sẽ không có phát lên những âm thanh du dương được. Những cái sợi dây phải là vừa chừng. Đức Phật nói cũng vậy, này Sunna, vị tỳ kheo trong giáo pháp này tinh tấn vừa chừng theo con đường trung đạo, không quá khẩn trương căng thẳng mà cũng không quá dùng dằn lười nhác. Tôn giả Sunna lãnh thọ lời dạy của Đức Thế Tôn như vậy và chẳng mấy chốc chứng ai là hán quả. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái tri kiến của phải trung đạo
Mà niềm tin không phải trung đạo, mà cái sự tinh tấn cũng phải là trung đạo. Mặc dù đức tin, tinh tấn và trí tuệ là ba cái pháp gọi là Thanathamma, tâm cơ hay là nền tảng cho cái việc tu tập, nhưng mà vị tỳ kheo phải biết ứng dụng cái niềm tin trung đạo, sự tinh tấn trung đạo và cái trí tuệ, cái tri kiến về trung đạo, thì như vậy mới đưa đến kết quả được. Xin hỏi quý vị giờ này thấy Hòa Thượng Văn Đẳng đã online, chắc có lẽ ổn định. Xin thỉnh Hòa Thượng cầm mic để xem coi Hòa Thượng có thể nói được không. Dạ sa thú kính trình Hòa Thượng Tự Sư. Thật ra thì có thể cầm mic được, nhưng mà quý Phật tử chịu khó, chúng tôi không hiểu vì lý do sao đó mà ngày hôm nay cái đường truyền của, ở tại đây nó rất là dễ gián đoạn. Nãy giờ Hòa Thượng Tự Sư đã bị gián đoạn rất là nhiều lần. Thì chúng ta cứ nghe, nghe được tới đâu thì hay đến đó. Trong trường hợp mà gặp trục trặc thì chúng ta phải trở lại cách ban đầu, tức là phải ra phải vào thôi. Thì quý vị rất là tri ân Hòa Thượng Tự Sư đã giảng trong một phần về, để bây giờ chúng tôi xin trở lại với đề tài ngày hôm nay về cái gọi là sự thật ví dụ, sự thật thâm sâu của điều mà chúng ta gọi là khổ. Chúng tôi có nói mà không hiểu là lúc đó quý vị có nghe được không? Đó là cái quan niệm khổ của chúng ta đó là một cái quan niệm tương đối rất là hơi hợt ở bên ngoài. Thí dụ như là trong thời kỳ đại dịch, mình không muốn mang khẩu trang mà mình bị bắt buộc mang khẩu trang, cái việc đó mình khó chịu quá, mình khổ. Thí dụ như trong thời kỳ thế giới đang gặp chiến tranh ở tại Ukraine, vật giá leo thang mà đồng lương của mình thì nó chỉ có cái chừng mực đó thôi, sống rất là chật vật, cái đó là cái khổ. Cái khổ đó đó, ở trong Đạo Phật nói rằng đó là cái khổ thuộc về hiện tượng dukkha dukkha, gọi là khổ khổ. Những điều trái ý nghịch lòng làm cho chúng ta khổ, nó cũng là một cái khổ. Có một cái thứ hiện tượng thứ hai mà nó hơi khó thấy một chút, nhưng mà rồi nếu chúng ta nghiệm cho kỹ thì chúng ta cũng thấy được, tại vì nó thuộc về hiện tượng. Đó là cái khổ gọi là hoại khổ, hay là cái khổ của biến đổi, cái khổ của vô thường. Như trường hợp chúng ta nói cái khổ của sanh ly tử biệt đối với người thân. Có người thân trong cuộc đời là một niềm hạnh phúc, là một sự ấm cúng. Chúng ta không cảm thấy tứ cố vô thân, chúng ta không cảm thấy cô đơn. Nhưng mà rồi người thân đó có thể là cha, có thể là mẹ, có thể là vợ chồng, có thể bất cứ người con nào thân yêu mà bị mất đi. Thì cái hạnh phúc, những cái điểm tựa dạ chúng con lại hết nghe được tín hiệu của Hòa Thượng. Dạ xin mời quý đạo hữu quan hệ chờ đợi trong chốc lát ạ.
Dạ, chúng tôi xin hỏi quý vị có nghe được không vậy? Dạ. Thưa vị, hôm nay sự kiện chúng tôi có bài kinh Chư Pháp Luân là một cái kết cấu toàn bộ giáo lý tứ đế, và chúng ta nghe một cách liên lạc liên tục, thì thay vì nghe liên tục thì chúng ta nghe rất là cắt đứt rời rạc. Dạ, quý vị chịu khó nha, quý vị chịu khó chút. Chúng tôi nghĩ rằng là đôi khi nó cũng là một sự kiên nhẫn của tất cả chúng ta khi nghe pháp trong trường hợp bị gián đoạn như vậy. Thì quý vị, chúng ta nói về Sankhara Dukkha là cái khổ của bản chất á. Cái khổ bản chất nó là như vậy. Thí dụ như mình thấy có một cái tổ chức trong cộng đồng hay tổ chức nào đó mình vào làm việc, và khi mình làm việc á thì mình bị cái sự cạnh tranh, bị cái sự ganh ghét đố kỵ. Và khi ganh ghét đố kỵ, người ta mạt sát mình, người ta chê mình, người ta nặng nhẹ với mình, cấp trên thì khiển trách mình, người dưới thì đòi hỏi mình. Thì cái đó chúng ta có thể hiểu theo hai cách. Một á là bữa đó mình làm cái gì đó mà người ta làm gây ta bực mình, người ta gây với mình, cái đó thuộc về hiện tượng. Nhưng mà thì chúng ta nên hiểu một điều sống bên trong thiền phục. Dạ, quý vị có nghe chúng tôi định xin lỗi quý vị, chúng tôi cứ không biết sao nó bị gián đoạn hoài. Chắc chúng tôi không muốn làm phiền quý vị nữa. Không biết là chư Tôn Đức có vị nào ở trong lớp học có thể giúp cho phần còn lại được không? Dạ, chúng tôi hứa là tuần tới chúng tôi sẽ trở lại về đề tài này, một đề tài rất là quan trọng. Không biết là chư Tôn Đức ở đây có vị nào? Dạ, tốt quá. Để thỉnh Thượng Tọa Pháp Thân, Thượng Tọa Tự Quyền Quan Hỷ giúp giùm. Bạch Chư Tôn Đức. Dạ thưa, có con một chùa thượng. Quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, cảm ơn cô phụ nữ tinh hạnh cùng quý vị. Cảm ơn tổ trì. Con kính lễ đến Hòa Thượng. Dạ, con kính lễ đến Hòa Thượng Địa Siêu, Thượng Tọa Hòa Thượng Nhất Đẳng, Tòa Pháp Tân, Tòa Minh Hạnh, để đến tổ trì, tinh nguyên thông cục chư Tăng, thân cho đúng quý tình và cùng chư Phật tử. Dạ, quý vị, hôm nay chúng ta có thể nói chúng ta học về cái Phật pháp về tứ đế, hiểu theo cái nhìn toàn diện. Thì phải nói rằng là khi nói đến tứ đế thì tất cả chúng ta cũng phải nhớ một lời, có thể nói rằng là một cái có thể nói là một cái bài học mà nó không phải là mới, nhưng nó cũ thì nó không có cũ, lúc nào cũng khi chúng ta nói ra thì nó cũng vẫn có những cái điều mà chúng ta gợi nhớ, và cũng như là để chúng ta hiểu biết được. Có thể nói toàn bộ những 45 năm hoằng pháp của Đức Phật nó xuyên qua một cái bài kinh mà Chư Pháp Luân, hay là nói về tứ đế, nó trọn vẹn trong giá trị của tứ đế, bởi vì ở đó chính là nói đến sự khổ và sự chấm dứt khổ. Nếu chúng ta đọc và học được ở trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân thì chúng ta mới thấy rằng
cái sự khéo dẫn, mà khéo giảng khéo thuyết của Đức Phật, mà lần đầu tiên vận chuyển bánh xe Pháp Luân Vương tại vườn Nai. Một lần đầu tiên đó khai mở giống tiếng trống chánh pháp, mà có thể là tam giới này xuống động. Đức Phật ngài trình bày cái sự khổ, nguyên nhân sanh khổ và sự chấm dứt khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Mà trong kinh đó, dạy xưa và nay chưa có một khổ tâm môn và là môn nào tiên thiết mà được chỉ dạy như vậy. Rồi trong cái thời gian mà Đức Phật ngài trình bày từng cái phần, chẳng hạn như nói về tứ đế thì ngài nói về cái khổ, cái tập, cái diệt, cái đạo đế. Khi đó cả chư thiên và năm vị anh em Kiều Trần Như từng từ chúng ta thấy là các vị pháp nhãn khởi lên, và đặc biệt là các vị chư từng các tầng trời ca tụng và tán thán rất là nhiều. Từng cõi trời, cõi trời của tứ đại thiên vương, cõi trời của Đao Lợi, cõi trời của Dạ Ma Đấu Xuất, tứ đại thiên vương, từng cõi trời ca tụng, cũng như là các cõi chư thiên của ở cõi ví dụ như bây giờ các vị Phạm Thiên Ma Vương càng thất bại gì chúng dạ so gì, tất cả mọi thứ mọi nơi đều là đồng thanh quan hỷ khi Đức Phật ngài vận chuyển bánh xe Pháp Luân Vương. Mà từng cấp độ mà trong kinh, nếu chúng ta đọc lại thì cũng như trong các kinh, trong cả 10.000 thế giới chấn động một hào quang vô lượng vượt xa hào quang của chư thiên khắp cùng thế giới, thì ngay lúc đó tôn giả Quan Đại Nhát Kiều Trần Như đó đã liễu ngộ. Thì lúc mà đó cũng chính là một cái sự kết thúc, có phải như vậy không? Kính thưa quý vị, cái bài pháp đầu tiên này nó là một cái toàn diện, bởi vì ở đó cái bài kinh đó là đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của pháp vô lực này. Nếu như chúng ta thấy vẫn tiếp tục như thế trên con đường hoằng pháp độ sinh, thì giá trị của đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, sơ thiện, hậu thiện, trung thiện của bài kinh Diễn Pháp Luân đều đã được trình bày mà xuyên qua các thể tài của pháp bảo luật. Xem như là cái bài kinh đó là cái bài kinh nồng cốt, cái bài kinh của cái sườn, và nó là gần như là toàn diện và nó đầy đủ nhất. Nếu như mà muốn trình bày một bài kinh nào đó mà đại diện cho tất cả những cái Phật ngôn mà 84.000 pháp môn, thì nó chứa đựng ở trong bài kinh Diễn Pháp Luân. Nói cách nào cũng sẽ xuyên qua. Chúng ta nhớ một điều đó. Và đây cũng là một điều mà khi quý vị biết là đối với chư tăng cần phải đọc, cần phải học thuộc chẳng những là Pali và cả hiểu về Việt ngữ, để xem như nếu nắm như vậy thì chúng ta nắm coi như là một phần căn bản của giáo lý. Chúng ta phải nhớ như vậy, nắm một phần căn bản của giáo lý, bởi vì đó là những cái pháp nếu chúng ta cho là căn bản, và nếu chúng ta cho nó là ở cấp độ trung cũng được, một cái cấp độ cao cũng được, nếu như chúng ta hiểu biết, càng đi vào
từng cái khẳng định thế nào là khổ, thế nào là khổ tập, thế nào là khổ diệt, thế nào con đường đưa đến sự khổ diệt, cái khổ nó như thế nào, cái khổ mà Parinyaya cần phải được biến tri, phải biến tri như thế nào, và cái nguyên nhân sinh khổ cần phải được diệt trừ, phải diệt trừ như thế nào, và cái sự thành tựu diệt đế đó, và cái sự thành tựu nó như thế nào, và con đường đưa đến sự thành tựu nó như thế nào, thì từng bước mà nãy khi chúng ta thấy sư phụ Tỳ Siêu đã nhấn mạnh lại, đã nhấn mạnh lại những cái kinh văn mà xuyên qua cái bài kinh đó. Sự thật ra quý vị biết là khi mà biết được cái nghĩa đó, mà chúng ta đọc tiếng Bali nó rất là hay. Đấy, như sư phụ Tỳ Siêu nhấn mạnh hai cái câu đó, như chúng ta nhớ lại là vô cha văn atakalamata nu vô cô đúc của narayo natasanito, khẳng định hai cái cực, hai khổ hạnh không thánh thiện, không đưa đến lời lạc. Thì ngay lúc đó đó, chúng tôi nghe thượng Tỳ Siêu đọc cái đó, thì chúng tôi cũng đã nhớ được cái chỗ này, và nó rất là hay. Quý vị, nếu quý vị đọc thử, quý vị đọc đi, quý vị cố gắng học đi. Nếu như là chư tăng hay là quý tu nữ hay chư Phật tử nào mà có cái niềm tin, chúng ta học đi, chúng ta mới thấy được. Khi chúng ta đọc bài kinh chúng ta hay lắm, đọc rất là hay, rồi người ta thuộc. Đọc chừng một thời gian thôi là chúng ta sẽ thuộc cái bài kinh đó, hay là không thuộc bài kinh đó nhưng chúng ta cũng thuộc được, là thí dụ như là tứ đế, rồi thí dụ như đúc khăn sống với giá sát chăng, lưu tới sát chăng, rồi mắc cái sát chăng, rồi chúng ta thấy thuộc về thí dụ bây giờ thế nào là con đường trung đạo, được các thắng trí, hay được các cái sự tu chứng nó như thế nào, hay là ayame ariyo athangiko makko sayati đăng, thế nào là tám, thế nào là tám con đường, samma ditthi samma sankappo samma vacca samma kammanto samma jivo samma vayamo samma sati samma samadhi, là chúng ta sẽ biết được bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Chúng ta đã, kính thưa quý vị, chúng ta thấy chúng ta sẽ đọc được một cách rất là lẹ, và nhờ như vậy thì chúng ta khi mà đọc chúng ta hiểu được, và chúng ta nghiên cứu từng cái thế nào là thì đạo đế nó nằm ở đây, và đạo đế nó có cái liên hệ như thế nào ở trong bát chánh đạo đó, chúng ta thấy rất là hay. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy được một cái rộng lớn của tứ diệu đế, mà người ta với cái nhìn người ta nói cho rằng là tứ diệu đế các cái vật mà hạ căn hạ cốt nói như vậy tội lỗi, chứ sự thật ra tứ diệu đế này không có dễ dàng mà để chúng ta hiểu, bởi vì chỉ trình bày sự khổ, nguyên nhân sinh khổ, nhân sự chấm dứt khổ và con đường đến sự chấm dứt khổ, đó là nguyên tâm đó. Nó cao cả chứ không phải là một chuyện bình thường. Và trên cái nhìn thành tựu bát chánh đạo thôi, thành tựu được bát chánh đạo, có được đạo đế, hay là tu tập được đạo đế, thì từ cái sự tu tập được đạo đế đó mới thành tựu được diệt đế. Cho nên phải nói rằng là rất là tốt đẹp khi chúng ta là những người đệ tử nam nữ cư sĩ hay là tăng chư tăng, mà hiểu được một phần, biết được một phần vững căn bản, thì cũng đó là hành trang đó quý vị. Bởi khi chúng ta hiểu được cái này, ai giảng thuyết ngoài cái tứ đế này, đó là những cái điều gì mà nói mà dị biệt, nói lạ lùng, nó không đúng trên cái tinh thần Phật pháp, là chúng ta biết ngay, chúng ta biết ngay. Cho nên vì vậy có thể nói rằng là cái bài kinh chuyển pháp luân này
là một bài kinh chuẩn, là một bài kinh nồng cốt, là một bài kinh xem như là cái sườn của giáo pháp này. Từ cái sườn đó, từ cái khung đó có thể chia sẻ bất cứ cái lý do, đức bất cứ ở nơi nào cũng được. Cho nên là một người đệ tử, chúng ta cần phải hiểu và thông rành cái bài kinh chuyển pháp luân là liên tối những điều liên quan tới tứ đế, tức là hay là liên quan tới bát chánh đạo, vân vân. Tất cả những cái lý điều, những cái Phật, những cái pháp mà Đức Phật Ngài nhấn mạnh rất là rõ ràng ở trong bài kinh. Điều mà đây là sự thật về con đường diệt khổ, hay con đường là khổ, con đường đưa nguyên nhân sanh khổ, con đường khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, Như Lai chưa, mà xưa nay chưa từng được nghe, chưa từng được thấy, nay được thấy, được biết, được xác hiểu, xác chứng và thấu triệt. Và cũng vậy, xưa và nay Như Lai chưa hiểu, chưa biết, và hôm nay được hiểu, được biết và được xác chứng, được thấu triệt. Sự thật kính thưa quý vị, khi chúng ta đọc ra như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng sự thật ra những chúng sinh ngay lúc đó đó, họ hiểu về cái khổ một cách bình thường, nhưng hiểu mà để mà biến tri, hiểu mà biết được cái nguyên nhân của nó. Và vì cái hiểu biết được cái sự khổ và cái nguyên nhân nó, và chúng ta mới hướng tâm tới cái sự chấm dứt khổ. Và lúc đó thì không ai đưa ra một cái con đường chấm dứt khổ cả, mà người ta phải bảo tu như thế này, tu như thế kia, khổ hạnh hoặc ép sát, hay là chẩn tế chẩn đàn, để hay là để làm cái này cái kia, như chẳng hạn như là dạy ngài Angulimala đó, nếu mà phải giết người như thế này tới 1000 ngược, cái thần thông được cái pháp mà cao cả như thế này như thế kia, thì toàn là những cái giáo thuyết, những cái giáo điều mà nó đưa đến cái sự đau khổ, đưa đến cái sự bất lợi cho chúng sinh khác và cũng như chính mình. Còn ở đây Đức Phật Ngài nói tuyên thuyết những cái giáo nghĩa giáo điển này, khơi dậy phơi bày những gì đã được che kín, dựng đứng những gì đã bị ngã xuống, và khai mở những gì chúng sinh chưa hề, con người lúc đó chưa hề bao giờ nghĩ tới, và nay đã được Đức Phật, đã được đạo sư chỉ dạy con đường, chỉ dạy một cái lối đi, đi từ đó an trú vào đó, thâm nhập vào đó và thành tựu được cái tự giác của mình. Dạ, xin hỏi có thượng tọa Pháp Tân ở trước máy không ạ? Nếu như có thượng tọa Pháp Tân ở trước máy thì kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân cũng chuẩn bị để thượng tọa Pháp Tân cũng đóng góp cho một vài lời, trong khi hôm nay hòa thượng Giác Đẳng có bị trục trặc về kỹ thuật, về đường truyền. Dạ, xin báo cho thượng tọa và thượng tọa Pháp Tân như vậy. Dạ, như thượng tọa Pháp Tân đã vào, phóng quý vị. Dạ, nếu như thượng tọa Pháp Tân đã vào thì kính cung thỉnh thượng tọa tiếp tục chương trình. Và chúng tôi cũng đã nói, dạ, đã cảm ơn, dạ, cảm ơn thượng tọa Pháp Tân. Dạ, thì cũng thỉnh thượng tọa. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá, thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ để siêu và thượng Giác Đẳng, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tùy Tăng, chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Để tiếp theo lời của thượng tọa Tề Quyền đó, khi nãy giờ thì cũng đã nghe hòa thượng Tề Siêu đã giảng. Rồi tiếp đến là Hòa Đẳng cũng như là Quyền đã chia sẻ về giáo đế này. Thì ở đây đó thì chúng tôi giáo đế trong những cái giáo lý hết sức là nồng cốt,
được dàn trải, được dàn trải ở trong pháp này, trong giáo pháp này. Bởi vì trong cái bài dấu chức trung bộ kinh á, thì Phật cũng có nói rằng trong tất cả các cái dấu chân á, thì cái dấu chân voi là bao trùm hết tất cả muôn thú. Và trong tất cả các cái thiền pháp á, thì giáo lý tứ đế là bao trùm tất cả thiền pháp. Hiểu như vậy để chúng ta thấy rằng là giáo lý tứ đế có mặt cũng như là dàn trải khắp các khía cạnh ở trong giáo lý được trình bày ở trên mọi phương diện tu tập của trong Phật giáo. Bởi vì có những sự thật đó là ngàn đời không thay đổi, xưa nay cũng không thay đổi. Sự thật đó là chân đế, sự thật đó là nói đến cái giáo lý tứ đế đó. Bây giờ như chúng ta dù là sau này Phật giáo bất truyền, người ta không gọi là giáo lý tứ đế là để dành cho Thích Văn, Thích Văn Giác. Nhưng mà đó thì chúng ta biết rằng ngay cả Phật, Ngài cũng giác ngộ về giáo lý tứ đế. Để ở trong kinh của Phật như thì cho đến khi đó Như Lai chưa tuyên bố đối với cái thế giới Ma Vương, chư thiên, Sa Môn và La Môn này, Như Lai là một bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên chúng ta thấy chính Đức Phật á, thì Ngài cũng là một bậc chánh đẳng chánh giác, và Ngài cũng đã tu tập và thấy rõ giác ngộ về giáo lý tứ đế. Cho nên chúng ta thấy rằng sự thật của khổ, hay là sự thật của tập, sự thật của diệt, sự thật của đạo đó, thì đó là sự thật rồi. Cho nên nếu chúng ta nhìn ở một góc độ đó thì Phật giáo nêu lên sự khổ đó, bản chất thật của nó. Cho nên ta có thấy nó bằng khía cạnh cái mà chúng cảm nhận cái khổ, thì cũng chẳng là ta cảm ở trong của mình nhận cái kiếp nhà bệnh, chứ chúng ta cũng không thấy qua cái tuệ giác, thấy bằng chính cái tuệ giác thấy được cái sự khổ, thấy được sự khổ qua từng phản khắc, từng ở trong mỗi các cái đối với năm quẩn này. Mà chỉ có cái tuệ giác mới soi thấu, thấy rõ được cái sự sanh diệt của năm quẩn, sự khổ của năm quẩn này. Rồi từ đó các bậc thánh, các ngài mới có thể là nhàm chán được. Còn nhiều khi đó, thì với một người phàm phu thì không có đủ sức để nhàm chán, mặc dù là cũng biết được cái khổ, thấy được cái khổ, nhưng mà cái thấy đó cũng qua bằng cái trí văn thôi, hoặc là cái thấy đó cũng qua bằng một chút cái trí tư, chứ chưa có được cái trí tu chứng, đó là cái tuệ giác. Cho nên là khi mà mình thấy sự khổ đó thì cũng thấy như vậy, nhưng mà cũng chưa đủ sức để phá vỡ cái bóng tối của vô minh, chưa đủ sức để tẩy sạch được những cái phiền não từ nội tâm, cho nên chưa có thể giác được. Cho nên là cái khổ nó hiện hiện ở trong đời sống luân hồi này ở dưới dạng ba khía cạnh của khổ, khổ hoại khổ và hành khổ đó, dukkha hay là sankhara dukkha ta, hay là Vibarina Dukkata. Thì chúng ta biết rằng cái đó nó
nó hiện hữu cho tất cả chúng sanh ở dưới ba cái dạng khổ đó. Cho nên nếu như một người mà thấy khổ mà mình nhàm chán rồi đoạn ly tham đó thì mới được giải thoát. Ví dụ như chúng ta nghe cái câu chuyện của vị tỳ kheo ni tên là Bhattacharya cùng cột tộc có trong sự khổ, chết cha chết mẹ ơn dân lũ, rồi chết con chết vì bị rắn cắn, chết con vì bị núng trên kênh diệu quả tha đi. Trong khoảng chốc lát thời gian ngắn thôi, thời gian nhưng mẹ cha con mẹ con chồng con chết hết, cho nên cùng có sự khổ. Cái này khi nàng Bhattacharya đã hiểu ra vấn đề đó thì đi xuất gia đó thì mới có thể từ đó mới có thể là nhận được cái giáo pháp của Đức Phật, tiếp được cái giáo pháp của Đức rồi là quán chiếu mà đi. Hay hoặc là nàng tỳ kheo ni kích sắc đi chẳng thôi rồi đó, bệnh đột tử chết đi bất đắc kỳ tử như vậy. Cho nên cùng gọc của sự khổ, nàng mới ôm đứa con vô trong chùa kỳ viên gặp Phật. Phật mới dạy rằng đi tìm cái hạt cải để mà cái hạt cải mà gọi là nhà nào mà không có người chết thì đem về cho Đức Thế Tôn, ngài sẽ chữa trị cho đứa con của nàng. Nhưng mà rồi cuối cùng thì đi tìm hạt cải thì có, nhưng mà không có nhà nào lại không có người chết. Thì nàng mới hiểu ra vấn đề đó là Phật muốn dạy rằng vạn vật trên cuộc đời này vô thường, có sanh phải có tử, không ai thoát khỏi điều đó. Cho nên là nàng xuất gia, rồi sau đó thì với cái sự tu tập của mình mà giác ngộ trở thành bậc thánh ni. Cho nên chúng ta thấy rằng cái giáo tứ tứ đế đó, có nhiều người họ nói rằng Phật giáo bi quan, họ nói như vậy. Là một số tôn giáo ngoại đạo họ cho rằng Phật giáo là bi quan, nhưng mà kỳ thật Phật giáo không có bi quan, mà muốn nêu lên những sự thật, muốn nêu sự thật. Cái sự thật đó là dù chúng ta ở một cái địa nào, chúng ta cái hoàn cảnh nào, sự thật khổ nó vẫn diễn ra. Một cái mà nó tạo tạo thì chúng ta chính là tham ái. Cái tham ái nó nặng lắm, và nó tiềm ẩn ở trong cái đời sống luân hồi của mình, ở dưới mọi ngóc ngách, dưới mọi khía cạnh ở trong đời sống. Cho nên chính cái tham ái đó mà làm cho con người ta phải khổ. Vì có tham ái cho nên là người ta có ước vọng, ước cầu tương lai, hiện hữu ở tương lai. Vì có tham ái cho nên là người ta mới khao khát, mong muốn. Vì có tham ái cho nên là người ta mới hụt hẫng khổ đau, chính vì những điều đó. Cho nên là thường con người mình hay cầu mong cái này, mong ước cái nọ, cầu toàn cái nọ, nhưng mà hoàn toàn là không như ý được. Nếu ai nghĩ rằng trong cuộc đời này mà mình muốn cái gì đó cũng được theo ý mình thì điều đó không có. Chúng tôi nghĩ là không bao giờ có. Bởi vì có những điều mà mình ước muốn được, nhưng mà có những điều mình không thể nào ước muốn được. Chẳng hạn biểu là mình ước muốn là mình đừng có bị khổ, đừng có già, đừng có chết, thì điều đó không có. Không có. Chúng ta mầm mống của sự sanh đó là sự sanh đó là mầm mống của sự khổ. Sự sanh đó là mầm mống của sự chết. Cho anh có sanh thì phải có chết, có già, có chết. Cho nên cái tập ái, tập đế đó
chính là tham ái. Mà tham ái là mọi cội nguồn, mọi ngóc ngách để dẫn đến cái khổ ở trong đời sống này. Dù chúng ta hiện thân từ là một con thân nhân loại, hay chúng ta là một thân, làm có thân là một vị thiên, hay là một vị phạm thiên sắc, vô sắc, thì dù là thân gì đi nữa, thì cái khổ nó vẫn hiện hiện, bắt nguồn từ ở cái tham ái mà ra. Có thể nói đó là, nếu nói khía cạnh của cảnh giới, các cái cõi mà mình đi tái sanh, dục ái, sắc ái, hoặc vô sắc ái, hoặc là nếu nói đến ái, tức là cái khía cạnh của quan điểm, cả chấp thường lẫn đoạn, thì cái ái đó, nó gắn liền với cái trong đời sống của mình. Và chính có cái ái cho nên khiến cho chúng ta phải có cái sự khổ. Đó là sự thật mà. Yeah, đó sự thật. Cho nên trong Kinh Pháp Cú có nói rằng là có bốn cái vị thiên tử đó. Khi mà không được cái nàng thiên nữ đó đó, thì một người nói mình giống như là thác nước mà đổ từ trên vực cao, trên cao mà xuống vực thẳm, nó chơi dơi. Có vị thì nó lại giống như một cái lông gà mà bị trước lửa vậy đó, nó sẽ héo mòn, nó sẽ cháy rụi, vân vân. Mỗi người nói lên một cái cảm nghĩ của mình khi không được một vị thiên nữ đó. Khi mà mỗi người đều thương thích với một vị thiên nữ đó, cuối cùng nếu không được thì có lẽ tột cùng của sự khổ bắt nguồn từ ở cái tham ái. Cho nên á, cái điều đó muốn nói lên cái sự thật, vì vậy cho nên là trong Pháp Cú Kinh Phật có dạy rằng là tăng hai giá cha và ti sô cô, tăng hai giá cha và ti pa danh, tăng hai giá quyết và mút tá xá ná ti sô cô cú tô pa danh, tha mái sinh ra cái sầu, tha mái sinh ra cái lo sợ. Ai dứt trừ tha mái, không sầu không sợ hãi. Cho nên là thấy được cái sự khổ, thấy được cái nguyên nhân dẫn đến khổ, mà Phật dạy đó là khổ là cần phải biết, cái pháp cần phải biết. Nhiều khi mình biết trong cái tri văn, nhưng mà mình chưa đủ sức nhàm chán. Mà tập đế là pháp cần phải đoạn trừ ba tập ba, tức là tha mái là cần phải đoạn trừ. Muốn không có khổ thì phải đoạn trừ tha mái. Mà dứt trừ tha mái chỉ có diệt đế thôi, tức là sự tịch tịnh nàng. Cho nên Niết Bàn định nghĩa đó là một trong những nhiều cái nghĩa lắm. Nhiều cái nghĩa lắm. Nhưng mà phải nói là có cái nghĩa mà chúng tôi nghĩ rằng nó gần gũi nhất đó là gì? Là chấm dứt phiền não, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Thì cái đó là một cái trạng thái của một cái vị Niết Bàn. Bởi vì một tham ái là cái nguồn gốc để dân gây ra cái khổ đau, dẫn đến cái khổ đau. Mà dứt trừ tham ái thì đâu có còn để tái hiện đời sống luân hồi, tái hiện của năm quẩn, hay là sự hiện hữu của năm quẩn, hay là sự có mặt của phiền não đâu, mà gọi là có sự khổ. Nhưng mà muốn chấm dứt khổ chỉ có thực hành cái con đường mà Phật dạy, đó là con đường trung đạo hay là đạo đế. Bởi vì chỉ có đạo đế, tức là cái con đường hay là phương pháp thực hành để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, đó là giới, định và tuệ. Chỉ có giới, định và tuệ thì mới có thể là ngăn trừ được, đoạn trừ được cái phiền não, mới chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là mặc dù là người về sau này đó có nói bằng cách này cách nọ, nói những pháp cao siêu, triển khai như thế này, triển khai như thế nọ, cũng không ngoài tứ đế đâu. Không ngoài tứ đế đâu. Bởi vì cái gì cũng vậy, là tu tập là đoạn trừ tham ái thôi. Tu tập là đoạn trừ phiền não nói chung, và đoạn trừ tham ái nói riêng. Vì vậy cho nên trong kinh Thập Thượng đó, thì Ngài Xá Lợi có dạy rằng
avicca cha tanha cha ime dwe thamma baha baha tappa, tức là hai cái pháp đó là cần phải đoạn trừ. Dwe thamma tappa là gì? Vô minh, tha mái là hai pháp cần phải đoạn trừ. Thì Xá Lợi Phất nghe dạy vậy, mà đoạn trừ được vô, đoạn trừ được tha mái thì cái nhân sanh tử luân hồi nó không có nữa. Nó không có, mà muốn chấm dứt sanh tử luân hồi là phải đoạn trừ được vô minh, đoạn trừ được tha mái. Cho nên là mình có nói những cái pháp gì đó cho pháp này tu nhanh tu mau, hay là pháp này là cao siêu gì đi nữa, mà không ngộ được tứ đế, không giác ngộ được lý tứ đế, tập đế không đoạn bỏ, khổ đế thấy không từng biết, diệt đế không từng chứng, và đạo đế không từng tu, thì không thể nào mà nói đến cái sự giải thoát. Phật dạy rõ vậy. Cho nên trong giáo lý tứ đế mình có thể nói rằng nhân quả là trên cặp phạm trù của khổ và tập. Bởi vì khổ nó có mặt là do nguyên nhân, là do tập đế. Do nguyên nhân là do tập đế. Do tham ái cho nên sự khổ có mặt. Nhưng mà diệt đế và đạo đế nó không phải là nhân quả, mà nó là phương pháp để đưa đến cái điều kiện để mà có được cái thành toàn, thì vị giả cần phải thực hành cái con đế đó. Thì thấy rằng là dù mình tu nói là thực hành bát chánh đạo, ký tư nghi di, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định gì đó, mình tu tập định, tu tập tuệ, một người tu thiền cũng vậy, cũng phải có giới, có định, có tuệ. Một người mà tìm hiểu giới hoặc lời Phật dạy trong Tam Tạng kinh điển, rồi cố tri kiến, rồi mình cũng tu tập giới, định và tuệ để đạt được cái sự an lạc, được cái giải thoát, thì cái điều đó nó sức là sự thật, nó sức là sự thật ở sống. Nên nó là ngay cả Đức Phật ngài cũng khẳng định rằng là chính ngài giác ngộ về giáo lý tứ đế. Cho nên là mặc dù là Trí Khải đại sư phân ra là ngũ thừa Phật giáo, ngũ thừa thiên nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa gì đó, thì cái đó mình phân. Chứ sự thật ra là đối với các cái bậc mà giác ngộ đều phải trải qua tứ đế, đều phải thấy rõ tứ đế. Và như trong kinh nói rằng một người thấy được khổ thì đồng có nghĩa là vị ấy thấy được nguyên nhân sanh lên khổ, sanh ra khổ. Và một người thấy nguyên nhân sanh ra khổ thì thấy được sự chấm dứt khổ, và thấy được cái con đường mà mình thực hành để đưa đến chấm dứt khổ. Đó là thấy là bốn sự thật đó. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là giáo lý tứ đế là một trong những giáo lý nồng cốt, cốt lõi, và được dàn trải ở trong lời dạy của Đức Phật thông qua tài kinh điển. Bởi vì như một câu mà Phật dạy là Như Lai ra đời chỉ dạy điều một, một là nêu lên sự khổ, và đưa sự chấm dứt khổ, nêu lên có đến khổ và tập sự khổ. Nói đến chấm dứt khổ ở đây là dịch vào. Như vậy thì Đức Phật dạy ta hay cũng có tiến trình tu tập, dù chúng ta tu tập như thế nào cũng có nghĩa là thực hành giới, định và tuệ, để làm sao tỏ ngộ được, làm sao liễu tri được cái giáo lý tứ đế, thấy được cái sự khổ, nguyên nhân sanh khổ, sự chấm dứt khổ, con đường đưa đến chấm dứt khổ. Cho nên khi nói đến tứ đế đó, thì khổ đế là pháp mà Đức Phật ngài nói rằng cần phải biết, cần phải biết.
tập đế là pháp mà Đức Phật dạy đó, là cần phải đoạn trừ, chính là tham ái, chính là tham ái. Mà đạo đế là pháp cần phải tu tập, còn diệt đế là pháp cần phải làm cho thành tựu hay là cho chứng đắc. Những cái điều chúng trong Phật rất là đặc biệt, đặc biệt ở trong giáo lý là như ở đây chúng tôi thấy cũng xin được, có lẽ xin được dứt ở đây. Thì trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc trước tâm an, chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Bây giờ xin mời vị MC lên có trách nhiệm đọc kinh tri ân chư tôn đức, đọc kinh hồi hướng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin được điềm khuyết cho cô Lăng và Nguyệt ạ. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Tăng đã điềm khuyết cho ngài Hòa